Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Trẻ Grooming và mình là Hữu Huân. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách vuốt tạo kiểu tóc swept back. Đây là cách vuốt tạo kiểu phổ biến nhất dành cho những mái tóc dài. Kiểu tóc mà ngày hôm nay mình chia sẻ với anh em thì mình sẽ sử dụng pomade để tạo kiểu và chắc chắn là mình sẽ cào tay. Và nếu như bạn nào thích sử dụng pomade theo một cái gu truyền thống ấy thì mình nghĩ rằng đây là một cái video mà không phù hợp với các bạn. Các bạn có thể thoát ra ngay. Còn nếu như mà các bạn cố gắng bình luận để mà chỉ trích thì mình sẽ block nhá. Video tạo kiểu tóc ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ dẫn các bạn theo cái góc nhìn của cá nhân. Với pomade thì đương nhiên là mình cũng sẽ sử dụng lược nhưng mà tùy từng trường hợp thôi. Vào những cái lúc mà mình có một cái sự kiện nó đặc biệt là quan trọng, nó yêu cầu mình cần phải có một cái ngoại hình thực sự là chỉnh chu thì mình mới sử dụng lược, còn không thì hầu như mình sẽ sử dụng tay để tạo kiểu. Mình thực sự rất là tôn trọng ý kiến của mọi người, không phải là bất kể ai cũng thích phong cách pomade cào tay mà không phải ai cũng thích phong cách là pomade phải trải lược. Đấy, con người chúng ta luôn có một cái sự đa dạng và mỗi người lại có một cái góc nhìn khác nhau. Có một số người thì sẽ không thích cái phong cách mà trông tóc nó hơi bị bết bết một tí. Thì cái này là tùy vào quan điểm cá nhân của từng người thôi. Nó không hợp với bạn thì tốt nhất là bạn nên out ra ngoài. Tiếp tục quay trở lại với chủ đề chính thì kiểu tóc swept back là kiểu tóc gì? Nó là kiểu tóc vuốt ngược ra phía đằng sau. Tuy nhiên thì nó lại không quá formal, nó không quá giả dặn giống như kiểu slick back. Và các bạn có thể hình dung nó như là một cái kiểu tóc line giữa slick back với side swept. Gary Drexler và Felix Mallard là hai hình tượng truyền cảm hứng cho mình về kiểu tóc này. Một người thì có phong cách chỉnh chu, còn một người thì lại có phong cách lả lơi và quyến rũ. Tóc có thể đổ sang hai bên, đó thì nó cũng không làm sao cả. Đồng thời kiểu swept back cũng không có cái đường chia sai một cách rõ ràng. Vậy thì chắc các bạn đã có thể nắm được phần nào về cái xu hướng tạo kiểu của kiểu tóc này rồi. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng pomade để tạo kiểu chính cho kiểu tóc này. Lý do tại sao mình lại sử dụng pomade là bởi vì pomade có cái khả năng kết dính rất là tốt và nó sẽ khiến cho cái phần sai của mình nó hạn chế, nó bị bổ sang hai bên. Khi mà mình sử dụng sáp để tạo kiểu tóc này thì cái khả năng kết dính của sáp nó không đủ. Hơn nữa thì trong sáp cũng có chứa rất là nhiều thành phần gây nặng tóc và sẽ kéo cho hai bên sai của mình nó bị tẽ xuống, nó bị đổ sập xuống mà nó không đủ sức để giữ được những cái sợi tóc mà nó có cái độ dài lớn như thế này. Tóc càng dài thì cái trọng lượng nó càng lớn. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái sản phẩm mà mình có, mà mình thường hay sử dụng để tạo kiểu tóc swept back. Và dành cho những người mới, cái sự lựa chọn an toàn nhất để các bạn có thể tạo kiểu tóc này đó là hãy sử dụng clay pomade. Phần lớn những sản phẩm này thì cũng đều có bán tại Tony Barber, nhà tài trợ chính của kênh Trẻ Đẹp Grooming. Clay pomade có những cái đặc tính rất là tuyệt vời để mà tạo kiểu tóc này. Thứ nhất là cái form tóc nó tạo ra rất là đẹp, cái độ phồng của nó có thể tốt hơn là so với những cái dòng pomade truyền thống. Nhưng mà đồng thời nó cũng sẽ mang một vài cái điểm yếu, và một trong những cái điểm yếu lớn nhất của nó là zip tóc. Có thể khi mà các bạn tạo kiểu tóc này ấy, thì tóc của các bạn sẽ bị zip đến mức mà nó sẽ gây ra tình trạng bị đứt rụng tóc rất là nhiều. Hạn chế cái tình trạng đó xảy ra, mình nghĩ rằng các bạn nên có một vài cái dụng cụ sau đây. Thứ nhất là sử dụng một cái lược răng thưa để mà chải, và thứ hai là sử dụng một cái máy sấy để thổi tóc ra phía đằng sau. Thì hai cái mẹo này sẽ làm hạn chế được cái tình trạng tóc của chúng ta bị đứt, bị gãy trong lúc mà chúng ta tạo kiểu. Và mình cũng có một số lưu ý nhất định để mà dành cho các bạn tạo kiểu tóc này dễ dàng hơn. Mình không cần thiết phải gội đầu thật sạch rồi tạo kiểu tóc. Cái điều này sẽ khiến cho cái tình trạng zip nó được giảm đi một cách rõ rệt, bởi vì trên tóc mình có một cái lượng dầu tự nhiên. Quy tắc để mà tạo kiểu pomade bằng tay thì chúng ta vẫn phải sử dụng pomade bằng với cái lượng mà sử dụng như tạo kiểu tóc cổ điển, như chải lược thông thường. Nghĩa là để mà cào tay ấy, không phải là mình sử dụng ít đi xong rồi mình cào tay đâu, mà là mình vẫn sử dụng 3, thậm chí là 4 scoop như bình thường. Đó thì cái lượng sử dụng nó không khác gì so với cái việc mà chúng ta sử dụng pomade một cách bình thường. Vì khi mà chúng ta sử dụng một cái lượng ít giống như khi sử dụng sáp ấy thì nó không đủ độ kết dính đâu. Đấy thì cái việc tách sai này, cái việc tóc nó bị đổ, bị mất form, nó là cái điều hoàn toàn dễ xảy ra. Thế nên là các bạn hãy sử dụng đủ liều lượng và thậm chí là nhiều hơn thông thường cũng không sao cả.
Các bạn có thể thấy rằng đây là một trong những cái kiểu tóc có cái cách tạo kiểu rất là dễ dàng. Đơn giản là chỉ cần sử dụng pomade để mà vuốt ngược toàn bộ tóc về phía đằng sau. Nếu như các bạn muốn kiểu tóc của mình trông lả lơi, nó có một cái độ rủ, trông nó quyến rũ hơn một chút, thì hãy kéo một chút phần tóc mái sang hai bên. Nếu như các bạn thích một cái phong cách nó clean, nó gọn gàng hơn thì các bạn có thể kéo phần tóc mái sang hai bên về phía đằng sau. Sau một thời gian thì cái phần mái nó vẫn sẽ tự động rủ xuống thôi, nhưng mà lúc này nó sẽ rủ xuống một cách rất là tự nhiên. Và cuối cùng, nếu như tóc của các bạn bị mất nếp hay bị trẻ ngôi thì các bạn có thể restyle lại bằng cách này. Tiếp theo thì cảm ơn nhà tài trợ Tony Barber đã tài trợ rất là nhiều sản phẩm chất lượng cho video này. Nếu như các bạn muốn mua hàng thì hãy click ngay vào link mình sẽ để dưới phần mô tả. Trên đây thì cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm thú vị khác và mình hy vọng rằng sẽ được đập hộp và trải nghiệm cùng với các bạn trong thời gian tới. Vừa rồi là toàn bộ phần chi tiết mình tạo kiểu tóc sweatback với pomade. Không biết là có phần nào còn thắc mắc và gây ra khó hiểu thì các bạn có thể đặt câu hỏi dưới phần bình luận. Với những cái câu hỏi đơn giản mình có thể giải đáp ngay. Còn nếu như với những cái câu hỏi mà cần có hình ảnh mô tả thì có thể mình sẽ tổng hợp lại trong một video clip khác và giải đáp kỹ hơn cho anh em. Và cách tạo kiểu tóc sweatback này đối với mình thì nó cũng chỉ là một cái phong cách cá nhân thôi. Mình nghĩ rằng để tạo kiểu tóc sweatback này sẽ có rất nhiều những cái phương pháp khác nhau, và thậm chí cũng có người có thể sử dụng sáp để mà tạo kiểu nó một cách dễ dàng. Một bài toán để mà đi đến đáp số thì chúng ta sẽ có rất là nhiều công thức khác nhau, nhưng mà tự chung lại thì chúng ta sẽ cùng tìm ra một cái đáp án. Vậy thì để đi đến một cái đích thì vừa có sự đa dạng mà lại còn vừa có một cái sự thống nhất thì chúng ta không nên quá cứng nhắc, coi rằng cái phương pháp này là đúng hoàn toàn và phủ nhận những cái phương pháp khác. Mình nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn thông minh và sáng tạo, có thể linh hoạt tạo kiểu tóc mà theo những cái cách khác, thậm chí còn tốt hơn. Rất là hy vọng mình được học hỏi thêm từ những bạn khác. Và bây giờ thì cũng là lúc kết thúc video này rồi. Hy vọng các bạn thấy nó hữu ích và có thể tạo kiểu cho cái mái tóc dài ao form của mình. Hãy ấn nút đăng ký kênh Trẻ Grooming và cùng mình đồng hành trong việc làm đẹp cho bản thân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong lần tới.